Dạ vâng, cửa hàng nông nghiệp Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đức Sơn, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có những ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lên cho các bác một máy cưa xích hệ cưa khai thác ạ. Cho các bác nào đang cần thì một chiếc máy cưa mà công suất lớn lớn một tí xíu để khai thác keo cũng như là sử dụng chuyên nghiệp. Khai thác keo, khai thác tràm, đồ linh tinh đấy ạ. Có lẽ là các bác ở miền Trung với ngoài miền Bắc sử dụng rất là nhiều. Hôm nay thì chúng em lên cho các bác một con máy cưa 024AV Super. Con này thì công suất của nó là 44,6cc các bác nhá. 44,6cc làm tròn đến 45cc. Cực kỳ khỏe các bác nhá. Hệ 024AV Super. Con này là đời cao của dòng 024, vẫn 024AV rồi. 024 và 024AV là đời công suất của nó 42cc các bác nhá. Và dòng 250 đời mới bây giờ ấy ạ thì công suất của nó cũng 42cc luôn các bác nhá. Con này thì công suất của nó là gần 45cc luôn, mà hệ này là hệ bãi Đức. Đó, hệ bãi Đức đế đầu, xài cực kỳ sướng. Lốc của nó là lốc được kim loại các bác nhá, chứ không phải là lốc nhựa như mấy cái dòng Estin 250. Đây là vòng tua cũng như là chịu lực của nó thì rất là tốt, sử dụng quá là ok, xuất sắc luôn các bác nhá. Các bác sử dụng cả ngày cũng không phải lăn tăn hay xi nhê gì cả. Đó, độ chịu lực của máy rất là chịu nhiệt được tốt luôn. Đó. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản hết cho các bác nhá. Làm con này mặt cắt được 45 phân này. Làm xích nguyên zin của nó, làm thì chưa hề có biểu hiện tòe đầu hay là móc méo gì cả. Làm bánh xe nguyên zin của nó các bác nhá. Hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 19. Ốc lam tất cả nguyên zin nòng hơi bao zin cho các bác từ A tới Z. Đó. Nếu mà theo em đánh giá mà để mà nhu cầu của em sử dụng thì nếu mà so với các bác mà mua một chiếc máy cưa Estin 250 và một chiếc máy cưa 024 thì theo em thấy thì lựa chọn của con 024 thì nó sử dụng tốt hơn nhiều các bác nhá. Bởi vì 250 á, nhược điểm của nó là lốc nhựa các bác nhá. Còn con 024 này thì nó có ưu điểm, nó là lốc nhôm. Nó giống như kiểu mấy cái dòng hệ máy cưa xích 381 mà ngày xưa đấy ạ, 381038. Đó, mà con này nó cũng thiết kế na ná như thế. Lốc nó là lốc kim loại nên là sử dụng của nó quá là chất lượng luôn các bác nhá. Còn vỏ nhựa đôi khi nếu mà các bác sử dụng cả ngày ấy, thì chịu nhiệt của nó thì nó không được cao bằng như mấy cái hệ 024 này. Đó, và dòng 250 là dòng sản xuất tại Trung Quốc nữa. Đấy, còn 024 này thì nó là dòng bãi Đức các bác nhá. Mặc dù nó đã được sản xuất rất là lâu rồi, từ những năm chín mấy luôn. Đây, cái này không biết là cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà về hoàn thiện của máy móc cũng như là linh kiện của máy móc thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đấy. Hàng quá chất lượng luôn các bác nhá. Máy móc thì đảm bảo cho các bác là chưa bung chạm máy móc, nguyên zin nguyên bản, lòng hơi cứng cát. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đây, quay qua phần bên trong tay máy nhá các bác nhá. E gió thì còn đẹp nguyên, chưa hề có biểu hiện rách hay làm sao gì cả. Linh kiện thì cho các bác kiểm tra hàng tới, các bác kiểm tra hàng thoải mái. Các bác mà thấy linh kiện nào mà đã thay thế hay sửa chữa, cửa hàng chúng em xin phép đền cho các bác hoàn tiền gấp 3, gấp 4 lần luôn các bác nhá. Thắng xích con này thì sử dụng đầy đủ nguyên. Tất cả linh kiện của nó thì ngon lành cho các bác nhá. Sử dụng từ A tới Z. Cửa hàng chúng em xin phép giật két nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn các bác nhá. Máy móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh, cũng dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Và giá hiện tại con này thì cửa hàng bán với giá là 5.500.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em các bác nhé. Ở cửa hàng chúng em xin chào các bác.